nghiệp nè. Ủa đâu rồi? Mỹ Thuận có Có. thì đầu tiên thế nhập doanh nghiệp á là em phải biết về cái công thức về xác định số lỗ dùng để chuyển lỗ là công thức này. Cái này hôm bữa nói cho Mỹ Thuận chưa ta, chưa hay sao? Dạ chưa. Rồi bây giờ công thức xác định số lỗ dùng để chuyển lỗ này, thì đầu tiên của mình phải phân biệt được là lỗ theo kết quả kinh doanh, tức là lỗ trên cái đây nè, lỗ trên báo cáo tài chính đó, đây kết quả kinh doanh của mình đây. Đây, ví dụ kết quả kinh doanh của mình nè. Ví dụ như doanh thu là 300 triệu. Giá vốn 200. Chi phí quản lý doanh nghiệp 350. Thì đây là năm 2022. Thì cái 250 đây nè, người ta gọi là lỗ theo kết quả kinh doanh, là lỗ theo kế toán. Nó khác hoàn toàn so với lại cái số lỗ khi mà các bạn làm tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp của năm 2022 á, thì các bạn vô cái thuế nhập doanh nghiệp này. Mình chọn cái tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp là thông tư 80 nè. Rồi, tôi làm lại đây. Đầu tiên là cái phụ lục đây nè. Nó chính là phụ lục của báo cáo kết quả kinh doanh. Nó bằng với lại báo cáo quả kinh doanh luôn đó, cái tên của nó này. Là nãy tôi nói này là 300. Giá vốn của mình cái chỗ này là 200. Rồi nãy tôi nói chi phí bán hàng là bao nhiêu ta? 250 hả? 250. 250, 350. Đây như vậy tạm thời chấp nhận 250 nha. Như vậy các bạn thấy cái phụ lục kết quả kinh doanh này nè, với lại cái báo cáo quả nộp kinh doanh của mình là cái số nó giống nhau không? Giống Giống nhau. nhau rồi. Nhưng mà khi các bạn làm tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp đây nè, thì bây giờ cái công thức quyết toán thuế nhập doanh nghiệp, công thức mà dùng để quyết toán thuế nhập doanh nghiệp á là mít 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 liệu, nói lại coi nó bằng cái gì nè. Dạ bằng lợi nhuận kế toán trước thuế cộng trừ chi phí thuế không chấp nhận, cộng với lại chi phí thuế không chấp nhận, trừ đi thu nhập miễn thuế, điều chỉnh chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, trừ sự khác nhau giữa chênh lệch doanh thu và chi phí. Rồi nếu như mà có lỗ chuyển từ năm trước thì cộng trừ lỗ lãi chuyển từ năm trước sang. Cái gì cộng trừ lỗ gì tùm lum vậy, Chuyển lỗ á thầy. trừ cái số năm, cái số năm là trừ cho những khoản lỗ năm trước chuyển sang, Dạ. trừ cho những khoản lỗ năm trước chuyển sang, tức là chúng ta lấy cái số 1 cộng cái số 2 trừ cái số 3 cộng trừ cái số 4, tùy theo tí nữa tôi giải thích lại cái số 4 sau. Cộng trừ cái số 4, cộng hoặc là trừ tùy theo. Rồi sau đó mình trừ cho những khoản lỗ năm trước chuyển sang. Trừ cho những khoản lỗ năm trước chuyển sang. Rồi bây giờ tôi dạy đây cái này nè, nó chính là cái số 1 nè cộng cái số 2 nè
trừ cái số 3 nè. Rồi trừ cái số 3 nè. Rồi cộng hoặc trừ cái số 4 và trừ cái số 5. Rồi. Thì bây giờ cái số 1 á là các bạn lấy số liệu từ báo cáo kết quả âm danh mã số 50 của báo cáo kết quả động danh, hoặc nó chính là mã số 22 của cái phụ lục 03 sự 1A trên tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Rồi. Ok Dạ. chưa? Hiểu chỗ này rõ không Mr. Hân? Cái này hôm bữa Dạ làm báo có. cáo lắp cáo quả động danh rồi đó, tức là chúng ta cứ lấy doanh thu chúng ta trừ cho toàn bộ chi phí phát sinh trong công ty, không phân biệt thuế có chấp nhận hay không, nên mới gọi là lợi dụng kế toán là như vậy, hiểu không? Tức là mình Dạ. trừ cho chi phí thuế chấp nhận và trừ cho chi phí mà thuế không chấp chấp Không nhận chấp nhận. không, tức là mình lấy doanh thu nè, mình trừ cho chi phí mà thuế chấp nhận và trừ chi phí mà thuế không chấp nhận. Rồi đây là tôi giải thích cho cái số 1 đó, ok không? Như vậy Dạ. khi mà mình làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp á thì mình về mặt chi phí á là mình chỉ tính cái chi phí mà ông thuế chấp nhận thôi. À, tức là khi mình làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp á là mình chỉ tính chi phí mà thuế chấp nhận thôi, được chưa? Rồi bây giờ như thế này, nguyên cái số 1 cộng 2 trừ 3 cộng trừ 4 và trừ số 5 nè, nguyên cái này nè, người ta dùng một cái thuật ngữ á, là thu nhập tính thuế, nguyên cái này ta gọi là thu nhập tính thuế. Rồi. Như vậy muốn tính thuế nhập doanh nghiệp thì chúng ta lấy thu nhập tính thuế nhân cho thuế suất 20%. Rồi được không? Dạ. Mr. Hùng nhắc lại công thức tính thuế nhập doanh nghiệp qua. Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì đầu tiên là sẽ lấy lợi nhuận kế toán trước thuế cộng với chi phí mà thuế không chấp nhận, hoặc là trừ đi cái thu nhập miễn thuế, và tiếp theo là trừ đi những khoản lỗ năm trước chuyển sang. Cái số 4 em đọc thêm cái số 4 đi. Cộng hoặc Và trừ. trừ đi cái điều chỉnh doanh thu và chi phí có sự khác nhau về ghi nhận. Gọi là cộng hoặc trừ là cái số 4 đó. Cái này trong đây này. Thì nguyên cái mà em vừa rồi em đọc á thì người ta dùng cái thuật ngữ là gì? Thu nhập tính thuế Rồi từ đó em mới nhân cho thuế suất bao nhiêu phần trăm? 20%. Ok. Bây giờ cái chỉ tiêu số 1 lợi dụng kế toán trước thuế là hiểu chưa? Dạ rồi. Ok với liệu. Dạ rồi ạ. Tôi dạy các bạn không hiểu thôi, không có ai hiểu luôn. Rồi sau đó các bạn mới điều chỉnh cái số 1 đây nè. Tức là trong cái số 1 đây nó bằng doanh thu trừ cho chi phí. Thì các bạn dùng cái chi phí mà thuế không chấp nhận ra. Mình dùng nó ra thì cái lợi nhuận này nó tăng lên đúng không? Dạ. Nên Dạ. mình cộng đó, nên mình dùng từ cộng là như vậy đó. Tức là cộng chi phí mà thuế không chấp nhận. Tại vì trong cái số 1 đây là mình đã trừ nó ra rồi thì bây giờ mình phải cộng nó vô. Hiểu chưa? Dạ. Rồi. Trong cái doanh thu của mình đây nè là nó có 511 này. 515 này. Và 711 này. Đó. Thì mình thấy cái nào mà là miễn thuế thì mình trừ nó ra. Vậy như thế nào là miễn thuế thì lấy thông tư 78 ra xem. Nói vậy thôi chứ ít miệng lắm. Nói cho biết chứ thôi. Công thức nó như vậy thì mình phải như vậy thôi. Nhưng mà kêu miễn thì khó lắm. Nó chỉ có một cái tình huống đây gọi là miễn nè. Công ty A là công ty mẹ.
đầu tư vào công ty con. A là mẹ nè, B là con nè, tại thằng con nó làm ăn nó có lãi 200 triệu, nó đóng thuế 20%, vậy nó còn bao nhiêu? Hơn 160. Vậy đây là năm 2022, vậy qua năm 2023 nè, thằng con này nó chuyển cái 160 nè về cho thằng mẹ, gọi là chia lợi nhuận. Vậy tại thằng mẹ mình sẽ ghi nợ gì nè? Nợ 112 có gì? 421. 421 có 55 doanh thu 421. tài chính chứ không có 421. 421 là lời hoặc lỗ của chính công ty đó thôi. À. Còn đây là cái khoản đầu tư nên mình phải đưa À. vô 515. Thì theo quan điểm của bạn, cái 515 này nè, nó có chịu thuế tại công ty mẹ nữa Không ạ. không? Không, vì nó đã đóng thuế tại công ty con rồi, do đó mình trừ thu nhập miễn thuế ra, được chưa? Dạ. Còn ngoài ra nó còn những cái doanh thu nào nữa thì lấy thông tư 78 ra xem, thông tư 96 ra xem, được chưa? Dạ. Rồi, sau đó mình mới điều chỉnh doanh thu và chi phí có sự khác nhau về việc ghi nhận giữa thuế và kế toán. Cái này người ta gọi là chênh lệch tạm thời thôi, giữa thuế và kế toán trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí. Thì đây, đây là mấy cái tình huống nè. Rồi đây, đây là mấy tình huống có sự khác nhau về việc ghi nhận doanh thu và trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí giữa thuế và kế toán nè. Rồi. Đây. Ui giời. Như thế này không có thấy nào. Rồi. Rồi bây giờ về nè. Tôi ví dụ một tình huống như thế này. Ví dụ như cuối năm 2023, các bạn có được thưởng không? Có À, thì vẫn có năm nay là héo luôn với thưởng. dạ Năm nay thì ai làm thế giới di động là héo. Thế Giới Động đóng mấy trăm cửa hàng. Thế Giới Động rồi, coi cho tôi cho các bạn xem này. Các bạn học kế toán này có tiền nên đầu tư chứng khoán nha. Các bạn không đầu tư chứng khoán là thua. Các bạn phải làm sao trong làm việc 20 năm nữa thôi là các bạn nghỉ, là miễn sao có tiền. Được không? Có dòng tiền đều. Đó là cái tư duy. Nhưng mà bây giờ các bạn làm thuê, làm hoài hoài là các bạn đang đi làm để kiếm tiền. Bây giờ các bạn phải suy nghĩ là làm sao, làm sao tiền nó tự sinh ra. Đó, chứ bây giờ đừng cần cái kiếm nữa. Các bạn xem Thế em Giới bỏ Di Động em bỏ chứng khoán thời gian rồi, giờ nghe thầy nói chắc quay lại quá. nè. Em phải học tôi khóa đọc hiểu có cái là chính nữa. Phút đó tự tin luôn. Dạ. Nè các bạn xem đây. Thế Giới Động nè, các bạn dòm kỹ nè. Nó là một công ty, tất cả các bạn coi về cái bảng cân đối kế toán nè, vốn chủ của nó nè các bạn, tức là 411 với là 421 á, đơn vị tính đây là đơn vị tính là ngàn nha, vậy nó là bao nhiêu ngàn tỷ đây các bạn? 23.000 Hai mươi tỷ, ba 23.000 tỷ. mà cái lợi nhuận của nó là quý nè, quý 3 nè, quý 1 đi, coi từ quý 1 đi, thôi coi từ quý 4 nè. Quý 4 nó là bao nhiêu tỷ đây? 619 tỷ. 19. Mà các bạn xem các quý này nó bao nhiêu tỷ?
21 ngàn. 21 tỷ thôi chứ không phải 21 ngàn nha, 21 21 tỷ tỷ. Vâng, ok, thôi. 21 tỷ. Bèo không? Bèo Nếu thầy. một quý là 21 tỷ, bây giờ tôi cho quý 4 nó đi. Quý 4 nó 30 tỷ nữa đi. Như vậy các bạn tính trung bình là 4 quý, một quý 30 tỷ. 30 nhân 4 120. 120 tỷ đúng không? Dạ, 120 tỷ. Đây bằng 120 này. Bằng 20% một quý đầu tiên. Đúng rồi đó, 120 tỷ nè. Các bạn xem quý 4 đi, nó là 619 tỷ. Rồi các bạn thấy là nó bằng bao nhiêu phần trăm? 20%. Hai mươi phần trăm nguyên cả năm á mà nó bằng có 20% của năm ngoái thôi. Điều đó là nó sa sút rất là ghê. Nhưng mà các bạn coi cái khả năng sinh lời của nó nè. Đây là 23.000 tỷ đúng không? 23 này. Đây. Đây là đúng 23.000 tỷ rồi nè. Thì các bạn lấy 120 tỷ nè, bạn chia cho này nè. Thì nó ra cái phần trăm sinh lời đó có 1%, tức là khả năng sinh lời ấy, cái này gọi là ROE. Để ở ngân hàng không thôi nha, nếu mà các bạn lấy 23.000 tỷ nè, các bạn để ngân hàng thôi là mấy phần trăm các bạn? 4%. Đúng rồi, 4 đến 5% tùy theo ngân hàng, hay là 4 đến 6% này đó, mà bây giờ nó làm ra có 1% vậy thôi. Công ty càng ngày em thấy không, rất là khó khăn, rất là khó, được chưa? Khó rất là khủng luôn. Nên đó là Cử. nó bây giờ là nó đang gọi là tìm mọi cách để mà giảm cửa hàng không hiệu quả, nói chung là tiết giảm chi phí, được chưa? Thời buổi khó khăn ai cũng chi tiêu ít lại đó. Đây gọi là, nhưng mà ví dụ như khi mà mấy cái công ty này nè, nếu mà nha, nếu mà các bạn nếu mà nhìn kỹ dưới đây nè, là các bạn thấy nó cũng đang gọi là cái gì đây, phục hồi nè, thấy không? Dạ có phục hồi. Nếu mà những quý sau mà phục hồi lên nữa là giá cổ phiếu nó sẽ tăng. Cái này các bạn thấy đáy chưa? Các bạn nếu nếu mà nhìn kỹ, nếu đi vào ổn định thì nó sẽ tăng rất là khủng nè, đúng không? Dạ. Các bạn thấy đáy không? Đáy rõ ràng này. Một quý thôi mà nó như thế này, mà trong khi nó như thế này, điều đó nghĩa là nó đáy rồi đó. Nhưng mà nó phục hồi là do nó đầu tư cái gì á thầy, lợi nhuận tài chính đó thầy. Thì cái đó là vấn đề mình đọc báo cáo chính mình mới xem tiếp, còn ở trên đây là mình nhìn sơ qua mình thấy nó là như vậy. Do ở đây là các bạn nhìn kỹ nè, ví dụ đây là lãi gộp của nó nè, các bạn thấy là cái doanh thu của nó là 30.000 tỷ nè, mà lãi gộp của nó bao nhiêu? Bảy chín 7 trăm ngàn, mà trong khi đó năm quý 3 của nó là nó cũng 30.000 tỷ nè, mà lãi gộp của nó còn có bao nhiêu? bốn 4 ngàn ngàn thôi. Nó sáu bị mất hết. Đố các bạn biết vì vì sao nè, nếu mà nhìn sơ sơ đây là đoán rồi, vì sao nè? giá vốn tăng, Có giá thể giá vốn vốn giảm. tăng nè, và giá bán có thể là giảm nè, giảm giá bán các bạn, nó giảm giá bán, bán không được phải giảm thôi, giảm để người ta mua, kích cầu. Rồi đó làm mình phải đọc hiểu báo cáo chính với đó, mà mình biết được tương lai nó như thế nào thì mình đầu tư thôi. Nếu bạn không biết tương lai của người ta thì sao dám đầu tư được. Rồi bây giờ tiếp tục ở đây, thì ở đây tôi đang nói tới cái vấn đề là sự khác nhau giữa thuế và kế toán trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí. Thì đây ví dụ năm 2023 là các bạn sẽ được thưởng. Cái tiền thưởng này thường thường nó sẽ chi vào quý, nó chi vào quý 1 của năm sau đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà chi phí các bạn sẽ hạch toán năm nào? 2024 hay là 2023? Không Đúng rồi, các bạn sẽ ghi là nợ chi phí tiền thưởng. Và có của 334 hay là 335 gì đó tính trước. Ví dụ như 10 tỷ đi. Rồi được không?
Theo quy định của thông tư 78 và thông tư 96 là về thuế nhập doanh nghiệp đó, là người ta nói là nè, cái tiền đây này, cái tiền lương á, tiền lương tiền thưởng đó nè, mà các bạn chi vào quý 1 của năm sau thì cái khoảng 10 tỷ đây nè, ví dụ đây là năm 2023 nha. Đây là năm 2023 các bạn có như thế này. Thì qua 2024 nè. Thông tư 78 và thông tư 96 người ta nói nếu cái 10 tỷ này được chi vào trước 31 tháng 3, tức là trước ngày mà nộp hồ sơ quyết toán thuế nhập doanh nghiệp, thì cái 10 tỷ này sẽ được chấp nhận là chi phí của năm 2023. Đó là ông thuế ông nói, cái đó gọi là quy định của thuế, chấp nhận một khoản chi phí. Còn về mặt kế toán là mình xét về bản chất nó là chi phí của năm 2023, các bạn có công nhận không? Bởi vì tôi làm nguyên một năm 2023 tôi mới được cái khoản thưởng 10 tỷ, nên phải hạch toán chi phí năm 2023 chứ không thể nào mà hạch toán chi phí năm 2024 được. Năm 2024 là cái động tác Đi tiền. chi tiền thôi chứ không phải là chi phí 2024, hiểu ý không? Như vậy về mặt kế toán là doanh thu chi phí năm nào ghi nhận năm đó, đó là về mặt kế toán, phải hiểu như vậy. Bản chất đó là chi phí kế toán. Còn về mặt chi phí thuế là nó dựa vào thông tư 78, nó nói y hình như nãy tôi nói đó. Như vậy nếu mà các bạn chi trước 31 tháng 3 thì lúc này có sự chênh lệch giữa thuế và kế toán không? Có chứ. Đọc cái câu này hiểu sao nè? Thì thuế không chấp nhận. Nếu mà chi sau 31 tháng 3 thì nó mới có chênh lệch thầy, nếu mà chi trước đó, thì thuế vẫn chấp nhận năm 2023 thì đâu có chênh lệch thầy. Đúng rồi. Thì ở đây tôi mới nói là tức qua 31 tháng 3 hàng năm mới chi, thì thuế không chấp nhận chi phí. Rồi rõ Rõ rồi thầy. không? Như vậy nếu mà các bạn chi vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 thì khi làm quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2023, cái khoản chi phí tiền thưởng này thuế có Không ạ. nhận không? Không. Mặc dù về mặt kế toán có ghi không, Dạ có. nhưng cái đây gọi là chênh lệch tạm Tạm thời. tạm thời thôi chứ không vĩnh viễn. Tạm thời có nghĩa là ông không chấp nhận tôi tại cái năm tôi ghi nhận chi phí, nhưng ông sẽ chấp nhận tôi tại cái năm nào nữa mà tôi không có hạch toán chi phí nữa thì ông phải chấp nhận tôi cái chi phí đó, gọi là tạm thời. Tạm thời có nghĩa là ông không chấp nhận tôi năm này thì ông phải chấp nhận tôi ở một cái năm tiếp Tiếp theo. tiếp theo. Còn cái chỗ mà cộng chi phí thuế không chấp nhận này nè là vĩnh 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 gì? viễn, vĩnh viễn. Ví dụ những cái gì gọi là vĩnh viễn nè, ví dụ như tiền gì gọi là vĩnh viễn nè. Tiền bôi trơn. Ví dụ như bôi trơn nè, tiền phạt nè, phạt đây là phạt giao thông, phạt thuế đó, phạt thuế nè. Còn phạt vi phạm hợp đồng kinh tế là vẫn ok. Rồi chi phí không có hóa đơn nè, chi phí không, gọi là hóa đơn không hợp pháp hóa đơn nè, giống như nãy em vừa nói đó. Rồi. Rõ chỗ này chưa? Rõ chưa Mr. Hưng? Rồi. Chắc cũng chưa. Cái chỗ này là rất là quan trọng nha. Cái chỗ này mà bạn nào mà không biết là mai mốt là làm một hồi là công ty bị mất chi phí 2 lần luôn, đúng không? Bị mất chi phí ở năm mà năm năm này đây.
ở cái năm mà chi vào năm năm sau mới chi, hồi qua ngày 1 tháng 4 mới chi, mà khi làm quyết toán thuế vẫn đưa vào chi phí hợp lý, cái xuống thuế nó lội ra, nó tính phạt nữa, rồi năm sau không biết. Có phải là năm năm sau là các bạn ghi vậy không, là nợ 334 này có nè, thì có phải năm sau các bạn có hạch toán chi phí không, về mặt kế toán có hạch toán chi phí không? Dạ không. Không, nhưng khi quyết toán thuế thì các bạn được tính vào chi Được tính vào chi phí. chi phí đó. Cái này nếu mà các bạn mà không biết chỗ này, có phải là sang năm sau các bạn khi quyết toán thuế các bạn không đưa chi phí thì các bạn bị lỗ thêm lần nữa, nghĩa là lỗ 2 lần, hiểu không? Ủa thầy, Năm mình có chỗ nào mình treo để mình nhớ không thầy? treo nhớ theo dõi Excel đi, còn không thì phải có cái tài khoản 243 đó, nhưng mà giảng tài khoản đó các bạn không hiểu đâu, không khỏi dễ. Khoảng 243 hả thầy? Ừ. Đã ghi nhận ngoài Còn Excel, ví không dụ theo như kế toán dõi cũ không bàn giao lại cái quên mất vô cái rồi xong. vấn đề quên hay không á, là mình phải kiểm tra, khi mà mình nhận số liệu á, là nó mất cái thời gian kiểm tra, nên em phải nói với ông sếp á, em phải bỏ ra 2 tháng anh phải trả tiền lương cho em về vấn đề kiểm tra riêng. Còn không, trong 2 tháng đó em vừa làm cái công việc của em mà em vừa làm cái này nữa thì nó không có đúng, không đâu anh thuê bên ngoài nó kiểm tra đi. Thì nói mấy ông có hiểu không, kêu tôi thuê vô tôi trả anh lương 30 là anh phải làm chứ, ta đâu biết đúng không, Dạ, nên là hầu như là cho vừa làm vừa xem. vậy là cho mấy ông đó không bên nói thiệt nha, làm gì cũng vậy, làm gì tập trung vô một cái thôi, còn tụi em mà làm không không làm nhiều của nó không có hiệu quả, hiểu không, Dạ. làm rồi đâu có kêu không có thời gian rồi cằn nhằn rồi em làm công việc này em làm công việc kia, không có thời gian đâu mà làm, nói à, dạ, nhưng mà mình cũng không có làm tại vì nó không mang lại giá trị cho mình cũng không có làm, đúng không, làm cũng như là làm cho có, cái đó là điều hiển nhiên tại người ta đi làm là lương thưởng, điều đó là điều hiển nhiên rồi, ai mà nói không không nói tới tiền là người đó nói xạo, đúng chưa, ông mở ra kinh doanh ông muốn tiền thì tôi đi làm cũng phải tiền chứ, đó nói thiệt, chứ bây giờ cứ ngại 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 không là thua rồi này đó, thì trên đây nó có quá trời cái mục như thế này không, thì các bạn cứ tìm hiểu ở trên này đó, tôi có gửi các bạn rồi. Rồi trừ cho những khoản lỗ năm trước chuyển sang thì cái này là hôm bữa có nói với tụi em ở chỗ này rồi, đây nguyên tắc chuyển lỗ thì ví dụ như ở đây là mình đang ở năm 2022, đây mình đang ở năm 2022 đó, giả sử công ty mình hoạt động có giấy phép năm 2021, năm 2021 là năm đầu tiên nó lỗ, thì cái số lỗ của năm 2021 đó mình sẽ được chuyển trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh lỗ. Ví dụ 2021 nè là tôi lỗ là 100 triệu, thì cái số lỗ 100 triệu nè của năm 2021 nè mình sẽ được chuyển trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh lỗ, tức là kể từ năm 2022 cho tới 2023 nè, 2024 nè, 2025 nè và 2026. Sao? Có phải là 5 năm kể từ sau năm phát sinh lỗ không? Dạ.
chuyển liên tục, chuyển liên tục qua 5 năm nay mà không sử dụng hết 100 triệu này, xem như là mất 100 triệu này luôn. Thì đây, đây là số cái ví dụ này, các bạn xem đi. Đó, ví dụ 2009 là tôi lỗ 100 triệu rồi. Tôi được chuyển 2010, 11, 12 này đó, chuyển tới 2000 2009 sẽ được chuyển tới 2014. Rồi giờ qua đi. À, alo. Dạ. Cái tên hiểu này không? Được rồi ạ. Tên Mít Liễu hiểu rõ chỗ này rồi đúng không? Dạ rõ rồi thầy. Bây giờ cái lỗ đây nè. Nó không 2009 tôi ghi lỗ 100 triệu đây nè. Nó không phải là lỗ trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mà nó là lỗ trên tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp. Mình phải lấy cái số lỗ đó, nhớ chỗ đó. Vậy cái lỗ theo tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp đây nè, nó sẽ được tính công thức như thế nào? Nó chính là cái công thức này đây, nó chính là cái công thức y hệt như thế này, nhưng mà các bạn bỏ đi cái mục số 5 thôi. Mr. Hùng ghi lại đi. Mr. Hưng ghi lại, Dạ. tức là công thức xác định số lỗ trên tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp dùng để chuyển lỗ cho những năm sau quyết toán là 1, 2, 3, 4 này. Ghi lại đi.
Rồi được chưa? Dạ được. Được. Rồi. Được thì làm Victor Hưng làm cái ví dụ về quyết toán đi, định cái số lỗ thôi. Rồi. Rồi, Mr. Hưng với lại Minh Liễu áp dụng cái công thức này. Xác định số lỗ dùng để chuyển lỗ. Dựa trên cái bài này đây, mọi người làm đi, báo tôi số liệu là bao nhiêu. Mít thơ Dạ. rồi làm đi, làm xác định số lỗ dùng để chuyển lỗ.
Con nghe biết tôi không? Em đang Lô. tính, em đang tính không? À, áp dụng đúng công thức ở trên thôi. Thầy ơi, cho em hỏi cái này với. Cái Nói chỗ mà thu nhập miễn thuế mà thầy đóng mở ngoặc năm 15 đó thầy. Nếu như mà nó được miễn là cái trường hợp là đầu tư vào công ty con giống cái ví dụ hồi nãy thì mới được miễn chứ đâu phải tất cả những cái gì mà vào năm 15 cũng được miễn hả thầy? đúng rồi, nên bởi vậy tôi mới nói là về nhà lấy thông tư 78, thông tư 96 ra mình xem thu nhập nào thì được miễn. Thì trong đó nó có rất là nhiều mục, thì trong đó tôi vừa liệt kê ra một mục đó, hiểu không? Chứ không phải là cứ năm 15 là miễn đâu. Rồi em hiểu rồi. Mình làm thuế là mình phải lấy thông tư quy định thuế ra mình xem, hiểu chưa? Âm ví 30. dụ ví dụ cái đây miễn luôn nè, nhà nước quy định như thế này nè: bạn nào mở công ty mà tuyển những người bệnh sida làm việc được miễn. Đó, có dám làm không? Ủa tôi nói thiệt mà. Có đó thầy, có em đọc qua em có thấy sơ sơ mấy cái đó đó thầy, nhưng mà ai dám thuê đâu. Nói vậy đó, nếu Mà mà thấy được mình miễn liên quan đến toàn là bên nông nghiệp rồi. âm 30. À, thầy ơi, em ở công ty em phát hiện ra một cái này nữa là khi mà kế toán cũ làm á thì các cái cổ đông mà chuyển nhượng cổ phần với nhau á theo mà cái giá bị lỗ thì không có phát sinh nghĩa vụ thuế á, nhưng mà không có kê khai thì bây giờ mình kê khai bù đúng không thầy? Bây giờ kê khai quá thời hạn là bị đục Vậy là phạt một im đó. luôn hay là khai bù để bị phát hiện rồi bị phạt Trời ơi, này? tôi với tôi em cứ hỏi nhiều câu ngớ ngang ngớ ngẩn, mặc dù biết rồi vẫn hỏi thích vậy. Bộ thuế người ta đã quy định đúng hạn, ví dụ như là kê khai tháng là phải là ngày cuối cùng ngày 20, hỏi vậy em kê khai ngày 21 có phạt không? Ủa, không phạt người ta quy định ngày 20 làm gì, Ông bảo sếp em ổng kêu, ông sếp em ổng kêu thôi em thôi im luôn đi, nhưng mà em muốn kê khai đi. Nếu như mà im luôn rồi không thì mà liên chứ quan đến giấy phép im. rồi này nọ ổng không làm được. Ủa im luôn thì mới liên quan đến giấy phép thì sao mà không làm được, vẫn làm được bình thường mà. Cái đấy liên quan tới thuế má thôi mà, còn có vấn Ví đề dụ mà như chứ còn làm gì ảnh hưởng tới liên quan tới vấn đề giấy phép mà không làm được gì ví đây. dụ như sau này mà cái thay đổi mà cổ đông đi thầy, ví dụ như thay đổi cổ đông chiến lược hay là thay đổi cổ đông sáng lập đi, thì mấy ông đó không còn, cái ông mà chuyển nhượng ông đâu còn trong cái danh sách cổ đông đó nữa đâu. Thì sao?
thì ông chưa kê khai thuế chuyển nhượng cổ phần. Ủa, cái khai thuế chuyển nhượng cổ phần là sao tôi chả hiểu, tại vì bây giờ mà khi em chuyển nhượng cổ phần thì về mặt giấy phép kinh doanh là nó đã thay đổi rồi, còn về mặt thuế thì em chưa kê khai thôi thì ảnh hưởng gì? Trên giấy phép kinh doanh là nó đã thay đổi tên những người chuyển nhượng rồi, đúng Nhưng mà không? khi mà đi làm thay đổi cho giấy phép kinh doanh đó thì có bắt buộc phải xuất trình ra là cái nghĩa vụ thuế của mấy cái ông đó Ủa chứ bây giờ em mở giấy phép kinh doanh ra coi nó đã có như ấy chưa? Ủa em có mở giấy phép kinh doanh mới ra chưa? Hả? Ủa tôi hỏi không trả lời. không? Em Em đang chưa hoang xem mang quá hả? chưa biết trả lời sao. Chưa biết trả lời sao là sao em? Tôi nói em có xem chưa? Chưa xem đúng không? Cái giấy phép kinh doanh của công ty em á thầy. À, giấy phép kinh doanh mới mà mấy ổng chuyển nhượng đã đổi sang tên hết rồi đúng không? Chưa. Tại sao chưa? Không có. Sao lại không có? Em nói chuyện gì mắc cười với em? Em Chứ thấy có mỗi một cái tờ mà một cái tờ mà sở kế hoạch đầu tư cấp ban đầu á. tâm bại thay đổi là phải làm chuyển nhượng là phải làm thay đổi giấy phép kinh doanh chứ, để nó thể hiện tên của những người trên đó chứ. Vậy là ông giám đốc ông bị thiếu rồi, ông đâu có cái tờ đó đâu. Em thấy cổ đông thay đổi 2-3 lần rồi mà giấy phép kinh doanh có một tờ đó thôi. Có chứ, phải thay đổi giấy phép kinh doanh rồi phải tới phải làm thay đổi giấy phép chứ, ở bên những người trên giấy phép kinh doanh đó là phải làm thay đổi chứ, chuyển từ ông A sang ông B là phải làm thay đổi chứ. Dạ đúng rồi, thì em đọc em thấy là có ghi như vậy nhưng mà chưa thấy công ty thay đổi gì hết. Cái chuyện đó là xảy ra trước khi em vô rồi. Bây giờ mở ra xem, đầu tiên em phải xem giấy phép kinh doanh đã làm thay đổi chưa. Nếu mà chưa làm thay đổi thì bây giờ em làm. Nếu mà chưa làm thay đổi giấy phép kinh doanh thì em làm, thì cái khúc này là em tự kê tự làm cái vấn đề mà kê khai thuế thì đâu có được phạt đâu. Tại vì đâu biết chuyển nhượng lúc nào. Thì bây giờ mình làm gọi là chuyển nhượng lúc này. Hiểu không? Chứ còn gì nữa, bây giờ em làm cái hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm này thì em kê khai tại thời điểm này. Chứ bây giờ mà em lấy cái hợp đồng cũ em làm chuyển nhượng thì nó cũng kỳ lắm. Nếu mà ví dụ làm hợp đồng chuyển nhượng bây giờ làm lại á, thì đề ngày tháng hôm nay làm chuyển nhượng ngày 6 tháng 12 rồi, xem như là nó mới phát sinh nó ra.